chúng ta sẽ sang giải đề số 4. Câu 1 đó là rút gọn biểu thức m bằng căn bậc 2 của a bình trừ 6a cộng 9 trừ đi một phân thức trên tử là căn của a trừ 3 tất cả bình dưới là a trừ 3. Đối với bài toán này, vì là bài toán chưa cho điều kiện nên chúng ta phải đi tìm điều kiện. Sau đó chúng ta khi muốn tìm được điều kiện thì chúng ta phải để ý cái trong căn này, điều kiện của căn thì căn phải lớn hơn không, nhưng cái trong căn này nó chính là một hàng đẳng thức, đây chính là a bình trừ 2ab cộng với b bình, đây là hàng đẳng thức số 2. Và chúng ta đưa được về đó là a trừ 3 tất cả bình. Anh căn này và anh căn này giống hệt nhau. Vậy thì ta lại nhìn thấy là a trừ 3 tất cả bình. Đã là bình thì luôn luôn là dương, tức là luôn luôn lớn hơn bằng 0. Vậy thì với mọi a, biểu thức này đều có, cái trong căn này đều có nghĩa. Vậy ta chỉ cần mỗi điều kiện của cái mẫu thôi, đó là a trừ 3 phải khác 0. Mà a trừ 3 khác 0 thì a sẽ khác 3. Sau đó chúng ta đi giải tiếp. Đây chúng ta có điều kiện đó là a khác 3. Bắt đầu chúng ta đi rút gọn. Ở đây chúng ta thấy cái căn thứ nhất đây, chúng ta đưa về hàng đẳng thức đó là a trừ 3 tất cả bình trừ, cái này là a trừ 3 tất cả bình rồi, đây là hàng đẳng thức là căn a bình. Vậy sẽ đưa ra ngoài căn bằng trị tuyệt đối của a trừ 3, mẫu giữ nguyên đó là a trừ 3. Tiếp tục ta cho cái căn bậc 2 của a trừ 3 tất cả bình ra ngoài căn, đó là a trị tuyệt đối của a trừ 3 trừ đi trị tuyệt đối của a trừ 3 trên a trừ 3. Chúng ta thấy điều kiện ở đây chỉ có là a khác 3, như vậy chúng ta sẽ muốn bỏ được trị tuyệt đối, chúng ta phải đưa ra hai trường hợp. Trường hợp 1, nếu mà a mà lớn hơn 3 thì trị tuyệt đối của a trừ 3 sẽ bằng a trừ 3, tức là trong căn là dương. Thì lúc này là chúng ta thấy m được đưa ra ngoài căn đó là a trừ 3 trừ đi a trừ 3 trên a trừ 3 bằng a trừ 3 trừ 1, tức là a trừ 3 trên a trừ 3 là bằng 1 và đây là dấu âm, vậy đây sẽ là âm 1 và kết quả đây là bằng a trừ 4. Trường hợp thứ hai chúng ta nhớ cho cô, đó là cái trong cái trị tuyệt đối này là nhỏ hơn 0, tức là a sẽ nhỏ hơn 3 thì trị tuyệt đối của a trừ 3 sẽ là một số đối của nó, đó là bằng âm của a trừ 3. Lúc này m sẽ được đưa ra khỏi trị tuyệt đối ở một cái số biểu thức đây, hai cái biểu thức này. Thì chúng ta thấy là bằng âm của bằng số đối, tức là trừ a trừ 3 cộng với a trừ 3. Đây là lúc đầu đây là dấu trừ, bây giờ cô cho đây nó chính là dấu cộng, bởi vì cái này nó là âm, âm với âm ở đây thành dương. Và trên là a trừ 3, dưới là a trừ 3 bằng a trừ 3 trừ a cộng với 1, bởi vì a trừ 3 trên a trừ 3 bằng 1 và dấu trước này là dấu cộng. Và kết quả cuối cùng đó là a trừ 4. Tiếp tục chúng ta sang bài 2 với câu 2. Tiếp tục chúng ta sang câu 2. Với giá trị nào của k thì phương trình 2x bình cộng mở ngoặc k trừ 9x cộng k bình cộng 3k cộng 4 bằng 0 có nghiệm kép. Ở đây x là ẩn số. Đối với bài này thì chúng ta cần tiến hành làm như sau. Chúng ta xác định rõ được a, b và c. A ở đây là bằng 2, b là bằng k trừ 9, c là bằng k bình cộng 3k cộng 4. Chúng ta đi giải delta, vì đây là phương trình bậc 2 nên chúng ta sẽ giải delta. Delta bằng b bình trừ 4ac bằng k trừ 9 tất cả bình trừ 4 nhân 2 nhân với c là k bình cộng 3k cộng 4. Chúng ta biến đổi ra. Ở đây k trừ 9 tất cả bình, đây chính là hàng đẳng thức, sẽ bằng k bình trừ 2 nhân 9 bằng 18k cộng 9981 trừ đi 4 nhân 2 là 8, âm 8 nhân k bình bằng âm 8k bình, âm 8 nhân 3k bằng âm 24k, âm 8 nhân 4 bằng âm 32. Kết quả chúng ta rút gọn bằng k bình
trừ đi 8 ca bình bằng trừ 7 ca bình. Âm 18 ca mà trừ đi 24 ca bằng âm 42 ca. Cộng 81 trừ đi 32 là bằng 49. Lập luận, vì bài yêu cầu là phương trình là có nghiệm kép thì chúng ta phải lập luận. Để phương trình có nghiệm kép thì delta phải bằng 0. Mà delta chúng ta vừa mới tìm ra đây rồi. Vậy thì tương đương với lại trừ 7 k bình trừ 42 k cộng 49 bằng 0. Một lần nữa chúng ta lại thấy đây là phương trình bậc 2, ẩn là k, đây k bình. Nên chúng ta sẽ giải delta của cái phương trình bậc 2 ẩn là k. Delta bằng b bình trừ 4ac bằng b ở đây là bằng âm 42 bình trừ 4 nhân a là âm 7, c là 49 và kết quả bằng 3136. Ta nhận thấy là delta lớn hơn 0 nên phương trình là có hai nghiệm phân biệt. Nghiệm thứ nhất là K1 bằng âm B cộng căn delta trên 2A bằng âm của biểu thức đây âm. Đấy, âm này. Và B ở đây là âm 42, vậy đây chính là dương 42 cộng căn 3136 trên 2 nhân A, tức là 2 nhân A ở đây là âm 7. Và kết quả ra bằng âm 7. Thứ hai là K nghiệm thứ hai, nghiệm K2 bằng âm B trừ căn delta trên 2A bằng 42 trừ căn 3136 trên 2 nhân âm 7 và kết quả bằng 1. Đối với bài này thì chúng ta cũng có thể sử dụng VS để nhẩm. Đó là A cộng B cộng C, tức là bằng âm 7 cộng âm 42 cộng 49 bằng 0. Theo VS thì phương trình sẽ có hai nghiệm. Nghiệm thứ nhất là K1 bằng 1, nghiệm thứ hai K2 bằng C trên A, tức là bằng 49 trên âm 7 và bằng âm 7. Đấy. Và chúng ta đi kết luận cuối cùng. Vậy với K1 bằng âm 7, K2 bằng 1 thì phương trình trên có nghiệm kép. Tiếp theo chúng ta sang câu số 3. Với giá trị nào của M thì đường thẳng Y bằng 5X cộng M đồng quy với hai đường thẳng Y bằng 3X cộng 1 và Y bằng X trừ 1. Bài này chúng ta có thể sử dụng giải hệ ba phương trình, hoặc là chúng ta sẽ giải tìm cái giao điểm của hai cái đồ thị hàm số y bằng 3x cộng 1 và y bằng x trừ 1 này. Sau đó được cái tọa độ giao điểm đấy chúng ta thay vào đây. Thay vào vị trí x, y chúng ta sẽ tìm ra được m. Đấy, cô sẽ dạy chúng ta cách giải hệ phương trình. Vậy thì để giải hệ phương trình chúng ta sẽ lập luận như sau. Ba đường thẳng y bằng 5x cộng m, y bằng 3x cộng 1, y bằng x trừ 1 đồng quy thì suy ra giao điểm của ba đường thẳng này là nghiệm của hệ phương trình. Hệ phương trình này gồm có ba phương trình. Phương trình thứ nhất là y bằng 5x cộng m. Phương trình thứ hai là y bằng 3x cộng 1 và phương trình thứ ba y bằng x trừ 1. Chúng ta sẽ giải cái hệ phương trình này. Thứ nhất chúng ta sẽ giải hai cái phương trình, chuyển về hệ phương trình cơ bản đã. Đây chúng ta nhìn nhé, phương trình số 2 này. Y này, 3x được chuyển sang đây là trừ 3x và vế bên này sẽ là bằng 1. Phương trình thứ 2 ở đây, y này, x chuyển sang đây là trừ x bằng âm 1 ở vế bên này. Phương trình số 3 đây, thì đây là y này, 5x chuyển sang là trừ 5x này, bằng m. Tiếp tục chúng ta nhận thấy hai cái phương trình đầu này cùng y rồi, cùng dấu đem trừ. Vậy chúng ta thấy là y trừ y hết, trừ 3x mà trừ đi x thì đây sẽ còn lại là trừ 2x. 1 trừ đi trừ 1 sẽ bằng 2. Lấy một trong hai phương trình xuống. Đây cô lấy phương trình đơn giản hơn, đó là y trừ 1 bằng âm 1, à y trừ x bằng âm 1. Còn phương trình chúng ta chưa động đến đó là y trừ 5x bằng m. Y trừ 5x bằng m. Vậy tương đương ở đây chúng ta sẽ tìm ra được x sẽ bằng 2 chia âm 2 bằng âm 1. Thay x bằng âm 1 và phương trình dưới sẽ là y trừ đi âm 1 bằng âm 1. Phương trình thứ 3 chúng ta vẫn để nguyên. Chúng ta tìm ra được giá trị x bằng âm 1 và y bằng âm 2. Chúng ta thay cả y cả x vào phương trình số 3 đây. Vị trí của y thay bằng âm 2, vị trí của x, đây x thay bằng âm 1 và kết quả bằng m. Chúng ta sẽ tìm ra được x bằng âm 1, y bằng âm 2 và tìm ra được m đây là bằng 3. Bài toán hỏi m, vậy chúng ta sẽ kết luận. Vậy
Với m bằng 3 thì 3 đường thẳng y bằng 5x cộng m, y bằng 3x cộng 1 và y bằng x trừ 1 đồng quy. Chúng ta tiếp tục sang câu số 4. Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 32 mét. Nếu giảm chiều rộng đi 3 mét và tăng chiều dài đi lên 2 mét, thì diện tích giảm 24 mét vuông, tính chiều dài, chiều rộng của mảnh đất. Vậy bài toán, đây là bài toán giải hệ phương trình. Đấy, giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình đây. Đối với bài này thì chúng ta nên gọi chiều dài và chiều rộng của mảnh đất là x và y, đơn vị là mét, với điều kiện là x y phải lớn hơn 0 và nhỏ hơn 16. 16 ở đây đó là nửa chu vi, cả chu vi là 32. Nửa chu vi sẽ là 32 chia cho 2 và bằng 16. Vậy thì chúng ta sẽ có được diện tích ban đầu của mảnh đất là chiều dài nhân chiều rộng là x nhân y mét vuông. Chúng ta đánh vào đây là sao? Bài toán cho là nếu giảm chiều rộng đi là 3 mét và tăng chiều dài 2 mét thì diện tích là giảm đi 24 mét vuông. Vì vậy ta sẽ có phương trình sau. Đây là diện tích ban đầu này. Trừ đi cái diện tích về sau, diện tích thì về sau thì bằng chiều dài về sau nhân chiều rộng về sau. Chiều rộng giảm đi 3 mét, chiều rộng là y, ban đầu là y, giảm đi 3 mét là trừ đi 3. Chiều dài tăng lên 2 mét, chiều dài ban đầu là x, vậy tăng lên sẽ là x cộng 2. Và x cộng 2 nhân với y trừ 3, đây là diện tích sau khi tăng chiều dài và giảm chiều rộng. Và lúc này diện tích đã giảm đi là 24 mét vuông. Đây, vậy là diện tích ban đầu trừ diện tích về sau bằng 24 mét vuông. Lúc này chúng ta sẽ nhân ra, nhân đa thức với đa thức. Đây, x y hạ xuống này, x nhân y bằng x y, 2 nhân y bằng 2y, 3 nhân x nhân trừ 3 bằng trừ 3x, 2 nhân trừ 3 là bằng trừ 6, kết quả bên này là 24. Bỏ ngoặc đằng trước có dấu trừ, chúng ta phải đổi dấu. Đây là xy không có dấu gì là dấu dương. Khi bỏ đằng trước có dấu trừ là âm xy. 2y thì bỏ đằng trước có dấu trừ, đây chính là âm 2y. Âm 3x thành dương 3x, âm 6 thành dương 6, kết quả đây là 24. Chúng ta rút gọn các đơn thức đồng dạng. Xy với xy rút gọn hết. Ở đây còn lại trừ 2y cộng 3x. 6 chuyển vế sang bên này là âm 6, 24 trừ 6 còn kết quả là bằng 18. Chu vi hình chữ nhật là 32 nên ta có phương trình. Đó là x cộng y là bằng 32 chia 2 bằng 16. X cộng y đây là chiều dài cộng với lại chiều rộng. Nửa chu vi đây. Chúng ta đánh cái thứ nhất đây. Đây, chúng ta đánh ở đây đó là số 1, chúng ta đánh ở đây là số 2. Như vậy là cái sao này chúng ta đã đánh vào đây và chúng ta đã đưa ông đây rồi. Đấy. Lúc này chúng ta sẽ có hệ phương trình. Như vậy là chúng ta sẽ có hệ phương trình sau. Hệ phương trình ở đây có x cộng y là bằng 16 và 3x trừ 2y là bằng 18. Chúng ta giải hệ phương trình cơ bản này ra để tìm ra được y bằng 6 và x bằng 10. Sau khi giải ra rồi thì chúng ta nhớ đây là kết quả này là thỏa mãn với điều kiện đầu bài mà chúng ta lúc nãy chúng ta gọi. Thì lúc này chúng ta sẽ kết luận là vậy chiều dài của mảnh đất là 10cm và chiều rộng của mảnh đất là 6. Chiều dài là 10m và chiều rộng là 6m. Tiếp tục chúng ta sang câu số 5. Cho phương trình x bình trừ 7x cộng m bằng 0. Giả sử phương trình có hai nghiệm đó là x1 và x2. Không giải phương trình hãy tìm m thỏa mãn. Biểu thức sau: 3x1 bình x2 cộng 3x1 x2 bình cộng 5x1 bình x2 bình bằng 3. Bài toán này thuộc loại đó là giải theo bài toán theo VS. Vậy thì bao giờ chúng ta cũng phải lập luận đó là theo VS ta có x1 cộng x2 bằng âm B trên A bằng âm của âm 7. Ở đây chúng ta nhìn đây, B đây là bằng âm 7. Vậy đây sẽ là
âm của âm 7 trên 1 và bằng 7. X1 nhân XI bằng C trên A. C ở đây là M. A ở đây là 1. Vậy là đây là bằng M trên 1 và bằng M. Tiếp tục chúng ta thay X1 cộng X2 bằng 7 và X1 nhân X2 bằng M vào cái biểu thức sao. Biểu thức sao chúng ta sẽ đánh vào biểu thức sao đây. Biểu thức sao đây. Đấy. Thay vào biểu thức sao ta được. Lúc này chúng ta thấy cái biểu thức sao là 3x1 bình x2 cộng 3x1 x2 bình, chúng ta sẽ nhóm ra ngoài. Đó chính là 3x1 x2 trong ngoặc còn x1 cộng x2 cộng 5, ở đây là 5x1 bình x2 bình, vì đây sẽ là 5x1 x2 tất cả bình bằng 3. Các đồng ta thay này, 3 nhân x1 x2, x1 x2 đây là m thay vào đây. X1 cộng x2 là bằng 7, chúng ta sẽ thay vào đây. Cộng 5x1 x2 bình, x1 x2 đây là m, m bình bằng 3. Như vậy là chúng ta lại thấy xuất hiện đây là phương trình bậc 2 với ẩn m. Hệ số A là 5, B là 21 và C là âm 3. Chúng ta đi giải delta bằng B bình trừ 4AC bằng 21 bình trừ 4 nhân 5 nhân âm 3 và kết quả bằng 501. Delta lớn hơn 0, phương trình có hai nghiệm phân biệt. Nghiệm thứ nhất đó là M1, vì là ẩn là M mà. M1 bằng âm B cộng căn delta trên 2A bằng âm 21 cộng căn 501 trên 2 nhân A là 5 bằng kết quả cuối cùng là âm 21 cộng căn 501 trên 10. M2 bằng âm B trừ căn delta trên 2A, tức là bằng âm 21 trừ đi căn 501 trên 2 nhân 5 bằng âm 21 trừ căn 501 trên 10. Chúng ta kết luận vậy M1 bằng âm 21 cộng căn 501 trên 10 và M2 bằng âm 21 trừ căn 501 trên 10. Và đây chính là bài số 5. Tiếp tục chúng ta sang câu số 6. Cho tam giác ABC có BC bằng 2A, góc C bằng 45 độ, góc A bằng 60 độ. Đường cao BE và CF chứng minh tứ giác BFEC nội tiếp trong một đường tròn. Tìm tâm Y và xác định vị trí của E trên BC. Ý B, chứng minh tam giác IEF là tam giác đều. Và ý C, tính theo A các đoạn BE, AB, CE, AE và tính diện tích tam giác ABC. Đối với bài này chúng ta vẽ hình tam giác ABC. Đây chúng ta vẽ tam giác ABC. Có BC là bằng 2A, góc C là bằng 45 độ và góc A bằng 60 độ. Đường cao BE, đây vuông góc tại đây, và CF vuông góc tại đây. Chứng minh tứ giác BFCE, BFEC nội tiếp, tứ giác BFEC nội tiếp trong một đường tròn. Tìm tâm Y và xác định vị trí của E trên BC. Chúng ta xét cái tứ giác BFEC, chúng ta nhận thấy đó là góc BEC là bằng 90 độ theo giả thiết. Và nhìn ở đây là nhìn cạnh BC, hay là chắn cung, hay nhìn cung BC. Tiếp, góc thứ hai đó là góc BFC là bằng 90 độ, cũng nhìn cạnh BC hay nhìn chắn cung BC. Đây là nhìn cạnh BC. Tiếp, từ đây chúng ta đã thấy là hai cái góc này cùng nhìn, hai cái đỉnh liên tiếp cùng nhìn một cạnh dưới một góc 90 độ. Đây là hai ở dưới hai góc bằng 90 độ. Vậy thì tứ giác này là tứ giác nội tiếp. Đấy, BFEC sẽ nội tiếp. Và tâm của đường tròn ngoại tiếp tứ giác BFCEC, BFEC là trung điểm Y của cạnh BC. Đây trung điểm Y của cạnh BC. Đấy. Tiếp chúng ta lại thấy ở đây bài toán yêu cầu là xác định được cái vị trí của E trên BC. Đấy. Trên BC tức là vị trí của E so với cái cạnh BC này này. Thì chúng ta lại thấy là góc ECB, ECB là góc này này, là bằng 45 độ theo giả thiết. Góc CEB, CEB là bằng 90 độ cũng theo giả thiết. Suy ra tam giác BEC là vuông cân.
tam giác này là tam giác vuông cân tại E. Mà đã là vuông cân tại E, vuông cân tại E, cạnh huyền thì sẽ là cạnh BC bằng 2A. Và cạnh này là cạnh cố định nên E cũng sẽ là cố định. Đấy, E cố định sẽ là đỉnh của tam giác vuông cân BEC. Đỉnh của tam giác vuông cân BEC. Đấy là vị trí của E so với cạnh BC. Tiếp chúng ta sang ý B, chứng minh tam giác IEF. IEF là tam giác đều. Muốn chứng minh tam giác IEF là tam giác đều thì chúng ta phải nhớ chứng minh tam giác này là cân, có một góc là bằng 60 độ thì tam giác ấy là tam giác đều. Chúng ta đã biết được là Y là tâm của đường tròn ngoại tiếp tứ giác BFEC. Nên chúng ta sẽ có IF bằng IE. Vậy điều khẳng định đầu tiên đó là FIE là tam giác cân tại Y. Bây giờ nhiệm vụ chúng ta phải đi tìm một cái góc bằng 60 độ nữa thì tam giác cân này sẽ là tam giác đều. Chúng ta nhận thấy này, tam giác BEC là tam giác vuông cân tại E. Nên suy ra cái góc này này, góc E này này, M1 đây này, cũng bằng 45 độ bởi vì cái trung tuyến EI đồng thời là đường phân giác. Đấy, đây góc này bằng 45 độ. Tiếp tục chúng ta lại có tứ giác BFEC nội tiếp. Nên chúng ta sẽ có góc BCF đây sẽ bằng với lại góc BEF, tức là bằng góc E2. Đấy, hai góc này bằng nhau. Mà tam giác AFC vuông tại F, góc A bằng 60 độ, suy ra góc FCE, cái góc này này, sẽ là bằng 30 độ. Cả cái góc C này bằng 45 độ mà cái góc này bằng 30 độ. Nên suy ra cái góc BCF này sẽ bằng 45 trừ đi 30 và kết quả đây là bằng 15 độ. Mà góc này bằng 15 độ, suy ra góc E2 cũng bằng 15 độ. Góc E1 chúng ta vừa mới tính ra là bằng 45 độ, góc E2 là bằng 15 độ, cộng hai góc này lại, 45 cộng 15 là bằng 60. Vậy tam giác F E I, cô xin lỗi, tam giác IEF là tam giác đều bởi vì nó là tam giác cân lại có một cái góc E này bằng 60 độ nên là tam giác đều. Và đây là chi tiết của lời giải, chúng ta cùng quan sát. Tiếp tục yêu cầu của ý C là ý C, đây là ý C này, tính theo A các đoạn thẳng BE, AB, CA, AE và diện tích tam giác ABC. Thì chúng ta đã biết được là BC là bằng 2A, tam giác BEC để vuông cân tại E, nên suy ra IE bằng IB bằng IC, đồng thời cũng bằng IF và bằng BC chia cho 2. Đây là bằng BC chia cho 2. BC thì bằng 2A rồi, 2A chia cho 2 thì bằng A. Đấy, vậy chúng ta đã tính được các cái đoạn thẳng IF, IE, IC bằng IB hết. Đấy. Bây giờ là yêu cầu tính BE. Tính BE thì ở đây chúng ta đã có EI và FI là bằng A rồi. Chúng ta đã biết là IB bằng IC bằng EI bằng FI bằng BC chia 2, tức là bằng 2A chia 2 và bằng A. Thì ở đây bài toán yêu cầu là tìm CE và tìm BE. Tam giác BEC vuông cân tại E nên suy ra EC hay CE bằng BE. Vậy thì tính EC thì theo Pythagore ở tam giác EIC chúng ta có áp dụng định lý Pythagore, ta có Pythagore trong tam giác, ở đây là tam giác là IEC, thì ta có EC sẽ bằng căn của IE bình trừ cộng với IC bình và thay số vào. Ở đây là bằng A bình cộng A bình và bằng A căn 2. Như vậy suy ra là EB bằng EC bằng A căn 2.
Bài toán yêu cầu chúng ta tìm cạnh AB nữa. Tìm cạnh AB. Vậy đây chúng ta nhìn cạnh AB đây. Chúng ta biết được là BE là bằng A căn 2. Mà nó lại đối diện với lại góc 60 độ. Nên chúng ta sẽ phải tìm theo tỷ số lượng giác. Đó chính là sin của góc A. Sin đi học đối trên huyền. Sin của góc A tức là sin 60 độ bằng căn 3 trên 2, chúng ta bấm máy ra. Đối trên huyền BE trên AB. BE trên AB. BE biết rồi, chúng ta vừa mới tìm ở trên là bằng A căn 2. Vậy đây sẽ bằng A căn 2 trên AB. Hai cái đẳng thức đây, hai cái biểu thức đây, chúng ta thấy biểu thức này, trong cái đẳng thức này thì chúng ta sẽ tìm ra được AB bằng nhân chéo chia thẳng 2A nhân căn 2 chia cho căn 3. Đây là kết quả của AB. Bây giờ chúng ta còn tìm, đó là tìm cạnh AE nữa. AE thì chúng ta sẽ sử dụng cốt. Cốt không hư, cốt của góc A. Cốt không hư. Đấy, là kề trên huyền. Như vậy là cốt của góc A tức là bằng cốt của 60 độ bằng 1/2. Kề là AE trên AB bằng AE trên 2A căn 2 trên căn 3. Và lúc này chúng ta sẽ tìm ra được AE nhân chéo chia thẳng. Và ở đây là bằng A căn 2 trên căn 3. Sang câu số 7. Tìm điều kiện để biểu thức sau có nghĩa A bằng căn bậc 3 của 2x cộng 1 nhân căn bậc 2 của 5 trừ 4x. Ở đây chúng ta thấy có căn bậc 3 và căn bậc 2. Chúng ta chú ý là căn bậc 3 có nghĩa với mọi giá trị của x. Như vậy là khi căn bậc 3 tồn tại, chúng ta sẽ không phải đi tìm điều kiện. Chúng ta chỉ cần tìm điều kiện của căn. Mà muốn cần tìm điều kiện của căn thì trong căn phải lớn hơn hoặc bằng 0. Vậy ở đây bài toán rất là đơn giản. Chúng ta sẽ làm như sau. Để biểu thức có nghĩa thì cái trong căn đây, 5 trừ 4x lớn hơn bằng 0 tương đương trừ 4x, đây là có dấu trừ nhé, trừ 4x sẽ lớn hơn hoặc bằng 5, chuyển vế sang đây là âm 5. Tương đương chúng ta thấy là trước cái x nó có giá trị âm, nên chúng ta phải chú ý đổi cái chiều của nó này. Vậy là x sẽ nhỏ hơn bằng âm 5 chia âm 4 và bằng 5/4. Đấy, nhỏ hơn bằng 5/4. Chúng ta kết luận, vậy với x nhỏ hơn hoặc bằng 5/4 thì biểu thức trên có nghĩa. Sang câu số 8. Không dùng máy tính cầm tay, hãy sắp xếp và giải thích các tỷ số lượng giác theo chiều tăng dần. 1. Sin của 50 độ, cốt của 30 độ, sin 10 độ và sin 30 độ. 2. Sin 10, sin 20 độ, cốt 20 độ, tang 70 và cotang 50 độ. Tang 70 độ, cotang 50 độ. Đối với bài toán này, chúng ta không nên bấm máy mà chúng ta sẽ nhớ. Đối với câu số ý số 1, đó là bài câu số 1 đây chỉ có sin và có thêm đó là một cái giá trị của cốt. Vậy chúng ta sẽ đổi cốt ra sin. Cốt 30 độ sẽ bằng sin của 90 trừ đi 30 là bằng sin của 60 độ. 90 độ trừ 30 độ bằng sin 60 độ. Chúng ta lập luận, ta có 0 độ nhỏ hơn 10 độ, 10 đây. Đấy. Nhỏ hơn 30 độ, 30 độ đây. Nhỏ hơn 50 độ, đây là 50 độ. Nhỏ hơn 60 độ, 60 độ là vừa đổi cốt 30 độ ra sin 60 độ đây. Và nhỏ hơn 90 độ. Từ đây chúng ta sẽ suy ra sin 10 độ nhỏ hơn sin 30 độ, nhỏ hơn sin 50 độ, nhỏ hơn sin 60 độ. Suy ra chúng ta phải đổi về cốt. Chính cái vị trí 60 độ đây, chúng ta sẽ đổi về sin, ở đây là cốt 30 độ đây này. Chúng ta sẽ đổi về cốt 30 độ đây. Cốt 30 độ, sin 60 độ đây, đổi về cốt 30 độ. Vậy thì là sin 10 độ nhỏ hơn sin 30 độ, nhỏ hơn sin 50 độ và nhỏ hơn cốt 30 độ. Và lúc này chúng ta tiến hành sắp xếp. Sin 10 độ đến sin 30 độ đến sin 50 độ và cốt 30 độ. Sang câu số 2. Ở đây đó là sin 10 độ
sin 20 độ, cos 40 độ, tan 70 độ và cotan 15 độ. Ở đây vừa tồn tại sin, cos, tan và cotan. Vậy chúng ta sẽ chia thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất đó là sin 10 độ, sin 20 độ và cos 40 độ. Chúng ta sẽ đổi cos 40 độ bằng sin 50 độ, tức là 90 độ trừ 40 độ là bằng 50 độ. Sẽ hiểu hơn. Đối với câu số 8 này, ý thứ nhất chúng ta chia thành ý thứ nhất là chúng ta sẽ phải đổi cái cos 30 độ ra sin thành 60 độ, đây là 90 trừ đi 30 là bằng 60. Lúc này chúng ta sẽ có 0 độ nhỏ hơn 10 độ, nhỏ hơn 30 độ, nhỏ hơn 50 độ, nhỏ hơn 60 độ và nhỏ hơn 90 độ. Suy ra sin 10 độ nhỏ hơn sin 30, nhỏ hơn sin 50 và nhỏ hơn sin 60. Sin 60 chính là bằng cos 30 độ nên chúng ta sẽ suy ra được sin 10 độ nhỏ hơn sin 30 độ, nhỏ hơn sin 50 độ và nhỏ hơn cos 30 độ. Sắp xếp lúc này sẽ là sin 10 độ, sin 30 độ, sin 50 độ và cos 30 độ. Sang câu số 2, sin 10 độ, sin 20 độ, cos 40 độ, tan 70 độ và cotan 15 độ. Chúng ta sẽ phải chia thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất là sin 10 độ, sin 20 độ và cos 40 độ. Chúng ta đổi cos 40 độ thành sin 50 độ. Lúc này, khi chúng ta đổi ra được rồi thì chúng ta sẽ có 0 độ nhỏ hơn 10 độ, nhỏ hơn 20 độ, nhỏ hơn 50 độ và nhỏ hơn 90 độ. Vì có bài toán này có tan và cotan, sin và cos nên chúng ta phải so sánh với số 1. Lúc này chúng ta sẽ có sin 10 độ nhỏ hơn sin 20 độ, nhỏ hơn sin 50 độ và nhỏ hơn 1. Sin 50 độ chúng ta đổi từ cos 40 độ nên lúc này chúng ta sẽ có sin 10 độ nhỏ hơn sin 20 độ, nhỏ hơn cos 40 độ và nhỏ hơn 1. Lúc này đánh số sao. Tiếp sang cái nhóm thứ hai đó là tan 70 độ và cotan 15 độ. Chúng ta phải đổi cotan 15 độ bằng tan 90 độ trừ 15 bằng 75 độ. Lúc này chúng ta lại phải so sánh với số 1 nên chúng ta sẽ thấy là 45 độ, tức là 70 và 75 đều lớn hơn 45 độ và nhỏ hơn 90 độ. Suy ra tan 70 nhỏ hơn tan 75 và tất cả đều lớn hơn 1. Tan 75 thì sẽ bằng cotan 15 độ và nó lớn hơn tan 70 độ và đều lớn hơn số 1. Chúng ta đánh 2 sao vào. Từ 1 sao và 2 sao thì ta có sin 10 độ nhỏ hơn sin 20 độ, nhỏ hơn cos 40 độ, nhỏ hơn tan 70 độ, nhỏ hơn cotan 15 độ. Nên sắp xếp được ở đây đó là sin 10 độ nhỏ là đến sin 20 độ đến cos 40 độ, tan 70 độ và cotan 15 độ. Câu số 9, giải phương trình x mũ 4 trừ 3x bình trừ 5 bằng 0. Đây là thuộc phương trình trùng phương. Vậy để giải phương trình trùng phương chúng ta phải đặt ẩn phụ. Vậy chúng ta đặt ẩn phụ như thế nào? Đặt x bình bằng t với điều kiện là t lớn hơn hoặc bằng 0. Phương trình trở thành t bình trừ 3t trừ 5 bằng 0. Delta bằng b bình trừ 4ac bằng âm 3 bình trừ 4 nhân 1 nhân âm 5 và kết quả là bằng 29. Delta lớn hơn 0, phương trình có hai nghiệm phân biệt. Nghiệm thứ nhất T1 bằng âm B cộng căn delta trên 2A bằng âm B ở đây là âm của âm 3 và là bằng 3 cộng căn 29 trên 2. Và giá trị này là dương nên thỏa mãn. T2 bằng âm B trừ căn delta trên 2A bằng 3 trừ căn 29 trên 2. Cái T2 bằng 3 trừ căn 29 trên 2 nó là giá trị âm nên là không thỏa mãn. Vậy chúng ta sẽ có một giá trị của T. Với x bình bằng T bằng T1 bằng 3 cộng căn 29 chia 2, suy ra x12 sẽ bằng cộng trừ căn bậc 2 của 3 cộng căn 29 chia cho 2. Và chúng ta kết luận nghiệm. Vậy phương trình có nghiệm là x12 bằng cộng trừ căn bậc 2 của 3 cộng căn 29 chia cho 2. Câu số 10, chứng minh biểu thức sau đạt giá trị nguyên. A bằng mở ngoặc 2 căn 18 trừ 3 căn 8 cộng 2 căn 6 đóng ngoặc chia cho 2. Đối với bài này chính là bài rút gọn, nhưng người ta hỏi khác đi. Đó là chứng minh biểu thức đạt giá trị nguyên.
Vậy chúng ta đi làm như sau. 2 căn 18 ở đây sẽ là bằng 6 căn 2 trừ 3 căn 8 thì bằng 6 căn 2 cộng 6 căn 2 đóng ngoặc chia cho căn 2. 6 căn 2 trừ 6 căn 2 hết. Vậy bài toán đây chỉ còn ở trong ngoặc chỉ còn 6 căn 2. Chia cho bên ngoài ngoặc đó là chia cho căn 2. 6 căn 2 chia cho căn 2 chỉ còn lại là 6. Và 6 đây là giá trị nguyên. Vậy biểu thức trên đạt giá trị nguyên.